Ok. Thì ngày hôm nay Huy xin phép chia sẻ về một cái chủ đề mà gần đây Huy cũng thấy rất nhiều anh chị em quan tâm. Đó là chủ đề về phát triển bản thân. Anh chị em có nhìn thấy cái phòng cái slide của Huy không ạ? Hello. Ok, rất nhiều anh chị em đã nhìn thấy. Và cho Huy xin hỏi trong phòng Zoom ngày hôm nay thì bao nhiêu cô bác anh chị em đến từ các cái tỉnh ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Đấy, ai ở cái đang ở sinh sống ở cái tỉnh nào đó thì chúng ta có thể comment lên cái phòng Zoom của mình, cái tỉnh của mình đang ở sinh sống được không ạ? Đang ở và đang sinh sống được không ạ? Huy xin chào thành phố Hồ Chí Minh, Đầu Cầu, Gia Lai, Đà Lạt, Thanh Hóa, Bến Tre, Hưng Yên, Đồng Nai, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Long An, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An, An Giang, Bình Dương, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Sơn La, Bến Tre, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Điện Biên, Đắk Nông, Hải Phòng, Sơn La, Bình Dương, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Lai Châu, Nhật Bản, Thanh Hóa, Long An, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Nam, Thái Bình, Đài Loan, Nghệ An, Đồng Nai, Tuyên Quang, Quảng Nam, Bình Dương, Thanh Hóa, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Rất đông các cái anh chị em đã gì ạ? Đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí là ở nước ngoài, đúng không ạ? Vẫn liên tục có cả Macau à. Đấy, tuyệt vời quá. Điều này chứng tỏ là gì ạ? Điều này chứng tỏ là cái chất lượng của cái phòng Zoom gà gáy của chúng ta rất là chất lượng, rất là gì ạ? Rất là tốt, cho nên là anh chị em chúng ta thường xuyên theo dõi, dù là ở trong nước hay ở nước ngoài, đúng không ạ? Đó là cái gì ạ? Đó là chính là cái động lực cho cái đội ngũ chủ giảng càng ngày càng phải cố gắng hơn, càng ngày càng phải mong muốn làm sao để chia sẻ được nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Thế thì cho Huy xin hỏi thêm một chút nữa, đó là tất cả cô bác anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay thì bao nhiêu người đã từng gặp khó khăn trong cái việc mà phát triển cái công việc kinh doanh của mình, tức là kiếm tiền ấy. Mình rất là mong muốn kiếm được nhiều tiền, mình mong muốn kiếm tiền, nhưng mà mình cứ kiếm thì nó lúc thì nó được, lúc lại không được. Đấy, thì bao nhiêu anh chị em mà gì ạ, mong muốn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà hiện nay mình chưa đạt được cái điều như mình mong muốn. Mình thấy rằng mình vẫn còn xứng đáng được kiếm được nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn chưa làm được. Đấy, thì hãy comment xuống là tôi. Ôi, anh chị em comment nhanh thế. Ôi, tuyệt vời quá. Vì rất là thích khi mà chia sẻ những cái phòng Zoom mà có những cái sự tương tác tốt như thế này. Đấy, rất ít cái phòng Zoom mà có sự tương tác như này. Đấy, thì Huy tin rằng những cái thành viên mà tương tác trong cái phòng Zoom như này thì họ là những người rất là ham học. Và khi mà mình ham học thì mình sẽ nhận được vô cùng nhiều những cái thứ tích cực, những cái thứ kiến thức mà gọi là những cái tích lũy của rất nhiều các chủ giả. Đó. Ok, cảm ơn các anh chị em đã diện đã sẵn sàng comment để tạo năng lượng cho phòng Zoom, đúng không ạ? Anh chị em có nghe tiếng Huy có rõ không ạ? Ừ, có một bạn nói rằng là tiếng hơi nhỏ. Anh chị em nghe có rõ không ạ? Hello. Ok, cảm ơn anh chị em. Rồi, tuyệt vời quá. Như vậy là gì ạ? Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau để mà chia sẻ về cái chủ đề là phát triển bản thân. Tại sao chúng ta phải phát triển bản thân? Thì như vừa rồi Huy có hỏi anh chị em là chúng ta đều rất là mong muốn để có thể có những thu nhập tốt, chúng ta đều mong muốn để
phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều không biết rằng công việc kinh doanh chỉ có thể phát triển tốt nhất khi mà chúng ta phát triển bản thân. Vì vậy, trước đây Huy được học một cái khóa học của một cái người nước ngoài. Ở trong BNI thì có thường xuyên có những cái người được học từ những cái chuyên gia ở nước ngoài. Đấy. Thì Huy là một thành viên của một tổ chức kết nối các cái doanh nghiệp BNI. Thì Huy thấy rằng khi đó có một cái người người Ấn Độ, ông này ông ấy chia sẻ về một cái kiến thức mà rất nhiều người vỡ òa. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói là gì ạ? Phát triển bản thân trước khi phát triển công việc kinh doanh. Đấy. Nó gọi là personal development. Đấy. Thì phải làm trước là business development, tức là gì ạ? Phát triển bản thân. Thế thì khi mà chúng ta thông thường cái quá trình mà chúng ta gì ạ? Phát triển lên thì chúng ta học hết cấp cấp 3, sau đó chúng ta có thể vào một cái trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nào đó. Sau khi ra trường thì chúng ta có thể là gì ạ? Có thể bắt đầu kinh doanh hoặc bắt đầu có thể là bằng một cái công việc đi làm thuê. Đấy. Sau một thời gian chúng ta tích lũy đủ kinh nghiệm thì chúng ta cũng ra mở kinh doanh riêng, đúng không ạ? Đấy là một cái gọi là lưu trình thông thường. Thì có những người thì thậm chí là không học hết cấp 3, không học hết cấp 2, không học hết cấp 1 vẫn có thể ra kinh doanh riêng. Như vậy là cái lưu trình nó không quan trọng là học tập như thế nào, nhưng mà cuối cùng là gì ạ? Là anh chị em, cô bác, anh chị em đều mong muốn là gì ạ? Là chúng ta có một cái kinh doanh riêng để mà chúng ta gì ạ? Xây dựng một cái gọi là công việc kinh doanh của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải xây dựng cái công việc kinh doanh riêng của chúng ta? Một số người thì xây dựng công việc kinh doanh riêng chỉ để là gì ạ? Chỉ để là thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình thích làm giám đốc, mình thích làm chủ tịch, mình thích làm tổng giám đốc ABC, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta mở một cái công việc kinh doanh chỉ vì mình mong muốn đạt được cái tôi của mình thì đa phần là sẽ không thành công. Nhưng nếu mà chúng ta mở một công việc kinh doanh với một cái mong muốn đó là gì ạ? Là phát triển một cái ngành nghề nào đó, hoặc là gì ạ? Giúp đỡ cho những cái đối tượng khách hàng nào đó. Đấy. Hoặc là giúp đỡ cho những cái bạn nhân viên, những cái người mà đồng hành với chúng ta. Đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta tạo ra một cái công việc để đóng góp cho xã hội, chứ không chỉ là gì ạ? Chứ không chỉ là mưu cầu cái danh lợi cho chúng ta. Thế thì điều này nó khác nhau chỗ nào ạ? Cũng là mở kinh doanh, cũng là xây dựng một cái công việc kinh doanh, hoặc cũng là một cái sự nghiệp, hoặc thậm chí là chúng ta đi làm thuê thôi. Nhưng mà chúng ta đi làm thuê nhưng mà với một cái tâm thế là đó làm gì ạ? Tâm thế làm chủ. À, có rất nhiều những cái người giàu có trong cái xã hội chúng ta là đi làm thuê. Ví dụ như này, có rất nhiều người làm thuê cho bác Phạm Nhật Vượng, họ cũng giàu có, thậm chí giàu có hơn rất rất nhiều những người làm chủ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta không quan trọng làm thuê hay làm chủ, nhưng cái quan trọng nhất đó là sự phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Chỉ cần chúng ta có tư duy của những người làm chủ, tư duy của những cái người mà gì ạ, thành công, thì chúng ta vẫn có khả năng gì ạ, thành công. Đấy, không nhất thiết chúng ta làm thuê hay làm chủ. Thế thì cái sự khác biệt giữa cái người giàu người nghèo, giữa cái người thành công và người chưa thành công, giữa cái người mà có sự có những cái kết quả trong cuộc sống và những người chưa có kết quả trong cuộc sống, bởi vì họ họ biết rõ cái điều này, họ biết rõ đó là gì ạ, họ phải phát triển bản thân, họ phải có những cái tư duy tốt thì họ mới có gì ạ, cái công việc kinh doanh của họ mới tốt và họ mới có nhiều thu nhập. Thế thì để mà chúng ta có cái tư duy tốt thì chúng ta cần phải phát triển cái điều gì? Phát triển bản thân là phát triển điều gì? Đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Ở trong trong gọi là trong Nho giáo hay là từ cái thời Khổng Tử, chúng ta thấy có một cái gọi là lý thuyết để mà phát triển cái công việc kinh doanh của mình và phát triển ra gọi là lớn hơn rất là nhiều, đó là gì ạ? Một lý thuyết là bình thiên hạ. Đấy. Tức là gì ạ? Ngày xưa chúng ta
hay nói rằng là gì ạ? Tê tu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không ạ? Đó là ngày xưa khi chúng ta nói về về gọi là cái xã hội cũ, từ cái thời Khổng Tử xã hội cũ, thì dù là thiên tử hay là thứ dân thì chúng ta đều cần phải gì ạ? Cần phải có bốn cái bước, đó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thế thì đến thời đại ngày nay thì chúng ta không có nhiều cái gọi là cơ hội để chúng ta gọi là làm chính trị, đúng không ạ? Làm chính trị thì chúng ta sẽ có trị quốc, đúng không ạ? Ví dụ như là quản lý quốc gia hay là gì ạ? Hay là hỗ trợ cho gì ạ? Thế giới, thì thiên hạ và coi như là thế giới đi. Thế thì chúng ta chỉ là những người bình thường thôi, chúng ta có áp dụng cái điều này được không? À, xin thưa là cũng rất là đơn giản, hoàn toàn có thể. Đó là gì ạ? Tu thân thì tất nhiên rồi, vẫn là tu thân. Tề gia tất nhiên rồi, vẫn là tề gia. Và gì ạ? Trị quốc thì chúng ta thay về là gì ạ? Điều hành công ty hay là gì ạ? Quản lý đội nhóm, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có một cái đội nhóm kinh doanh hay là một cái công ty đấy, thì chúng ta cần phải điều hành nó thật là tốt tốt, thì đấy gọi là gì ạ? Trị quốc đấy. Sau khi mà chúng ta điều hành công ty tốt rồi, chúng ta có một cái gọi là giá trị nhất định rồi, thì chúng ta cần phải cống hiến nó cho xã hội. Khi mà chúng ta càng có nhiều giá trị thì chúng ta cần càng có nhiều cái trách nhiệm để cống hiến cho xã hội. Thì khi mà chúng ta cống hiến cho xã hội, đấy là cái quá trình là gì ạ? Bình thiên hạ, đúng không ạ? Thế thì rất nhiều người mong muốn cái điều tốt đẹp, những điều mà gì ạ? Rất là thành công, rất là lớn lao trong cuộc đời này. Tuy nhiên chúng ta để mà xuất phát thì chúng ta phải đi từ điểm bắt đầu. Nếu như mà tu thân chúng ta chưa làm được mà chúng ta cứ nói lên cái việc mà lớn lao như là điều hành công ty hay là cống hiến xã hội, thì rất nhiều người được cho là gì ạ? Là ảo tưởng. Ảo tưởng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là ai? Cái điều này rất quan trọng. Đa phần các cái công ty không thành công, đa phần những cái chủ doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, đa phần những cái người đang gặp khó khăn trong cái việc kiếm tiền, gặp khó khăn trong cái công việc mà kinh doanh của mình, tức là gặp khó khăn trong cái việc mà xây dựng trị quốc ấy, trị quốc ấy, thì đa phần họ cũng gặp khó khăn trong việc mà gì ạ? Quản lý cái gia đình của mình, sắp xếp rồi là quản trị cái gia đình của mình, gặp khó khăn trong mối quan hệ trong gia đình của mình, và đa phần họ cũng gặp khó khăn với chính bản thân họ. Họ không biết họ là ai, họ không biết họ muốn gì, họ không biết họ có điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, họ không biết họ có niềm tin thực sự vào điều gì, họ không biết họ có thể làm được gì đấy, họ có thể giúp được ai, họ nên làm gì là tốt nhất. Đa phần họ sẽ không không có cái điều đó, và chính vì họ không biết rõ họ là ai cho nên họ cũng chả biết là gì ạ, người khác như thế nào, họ không thấu hiểu được người khác, không lắng nghe người khác, cho nên họ không biết, họ cũng không biết người khác, tức là không biết mình, không biết người, cho nên họ làm gì cũng thất bại, làm gì cũng sai. À, biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng, còn mình không biết mình mà cũng chẳng biết người thì sao, trăm trận đều thua, có đúng không ạ? Đấy. Rồi, đó là lý do tại sao chúng ta phải phát triển bản thân trước khi phát triển công việc kinh doanh. Đấy. Tu thân chính là gì ạ? Mình phát triển bản thân. Đấy. Phát triển công việc kinh doanh chính là gì ạ? Là trị quốc, đúng không ạ? Đấy. Thì ở giữa đó thì có cái đoạn mà tề gia nữa, thì cái đoạn đấy thì chúng ta thấy rất nhiều các cái chủ giảng hiện nay đang chia sẻ về cách làm sao để xây dựng mối quan hệ trong gia đình. Đấy. Thì đó là một cái tại sao mà chúng ta với một cái zoom chiến binh gà gáy, những cái zoom tập trung vào cái cơ hội kinh doanh, tập trung vào công việc kinh doanh, tập trung vào phát triển bản thân và phát triển công việc kinh doanh, thì cái việc mà tề gia có ý nghĩa gì? Tề gia nó là một phần cực kỳ quan trọng, bởi vì gia đình là tế bào của xã hội. Nếu mà gia đình mà không yên, hậu phương mà không vững thì làm sao mà chúng ta yên tâm mà lao ở phía trước được, đúng không ạ? Cho nên nếu như mà chúng ta còn gặp khó khăn trong cái công việc kinh doanh thì chứng tỏ là cái gia đình của chúng ta đang hỏng, đang có những cái vấn đề. Đấy. Vì vậy là để mà phát triển công việc kinh doanh thì cái việc mà chúng ta gì ạ? Chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính bản thân mình là điều cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta biết rằng chúng ta phải phát triển bản thân, thì cái việc mà học tập
hay là gì ạ, vào nghe cái Zoom, gà gáy, ghi chép, học tập vào cái Zoom buổi sáng này là cái điều cực kỳ quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta cả hai cả ba, đó là gì ạ, tu thân tề gia trị quốc và bình thiên hạ, thì chúng ta gì ạ, chúng ta cũng có một phần chia sẻ. Nhưng mà cái đó nó sẽ gì ạ, nó sẽ ít, bởi vì cái điều đầu tiên mà chúng ta mong muốn đó là chúng ta gì ạ, mong muốn được thỏa những cái ước mơ của mình, đó là gì ạ, là chúng ta phải có cái kinh tế thật tốt, đúng không ạ, chúng ta phải có những cái danh vọng thật là tốt, chúng ta phải có những cảm xúc tốt đấy. Vì vậy thì chúng ta tập trung vào cái việc mà phát triển bản thân. Thế thì phát triển bản thân là gì ạ? Phát triển bản thân thực tế nó có rất nhiều cách để diễn giải khác nhau. Thế thì ở đây Huy tóm gọn nó thành ba cái chữ để chúng ta có thể dễ nhớ, là luôn luôn chúng ta nhớ rằng là phát triển bản thân, tu thân là tu những cái gì? Tu thân là tu ba thứ. Thứ nhất là tu tâm. Tu tâm, tâm tức là gì ạ? Là tâm tức là cái nội tâm của mình, cái nội tâm của mình là cái thứ phần bên trong của mình, là cái thứ mà gì ạ, nó gọi là tâm sáng ấy, tức là gì ạ, mình làm việc có tâm ấy, đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên là tu tâm đấy, sau đó là tu thân. Tu thân tức là gì ạ, chúng ta phải rèn luyện sức khỏe, phải có những cái gì ạ, có những cái cơ thể khỏe mạnh, bởi vì chỉ khi nào cơ thể khỏe mạnh thì mới giúp cho cái tâm chúng ta nó sáng được. Nếu mà cái cơ thể chúng ta mà không khỏe mạnh thì thông thường thì chúng ta sẽ, cái tâm chúng ta nó sẽ đau khổ, đúng không ạ? Muốn cái tâm mà hạnh phúc thì cái thân nó phải khỏe mạnh. Và tiếp theo nó là cái trí. Trí là gì ạ? Là trí tuệ, là gì ạ? Là sự hiểu biết, là kiến thức, là kinh nghiệm, là trải nghiệm của chúng ta. Đấy. Thế thì tâm, thân, trí đều là ba cái thứ mà gì ạ? Là của chúng ta, là bên trong, đúng không ạ? Tức là tu thân là tu những cái bên trong, tu cái gì mà của mình. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Tâm ảnh hưởng đến thân, không ạ? Khi có một cái tâm hạnh phúc, có một tâm tích cực thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian, dành nhiều công sức, dành nhiều cái sự ưu tiên để phát triển cái sức khỏe của bản thân. Và khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ có một cái trí tuệ minh mẫn, đúng không ạ? Người ta nói là gì ạ? Một trí tuệ minh mẫn không thể phát triển trong một cái cơ thể yếu đuối, một cái cơ thể mà bệnh tật được, đúng không ạ? Vì vậy, để mà chúng ta có một cái trí tuệ tốt thì chúng ta phải có một cái thân khỏe mạnh. Và ngược lại, để mà có thân khỏe mạnh thì chúng ta cũng phải có trí tuệ. Khi chúng ta có kiến thức về 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 ăn uống, có kiến thức về dinh dưỡng, có kiến thức hiểu biết về khoa học, về làm sao để phát triển cái sức khỏe của mình, làm sao để tập luyện cho nó đúng cách, làm sao để ăn uống cho nó thực dưỡng đấy, làm sao để chúng ta sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng để nó bổ sung cho các cái thành phần cơ thể chúng ta, để cho cơ thể chúng ta nó tốt hơn đấy, thì chúng ta cần phải có trí tuệ, chúng ta cần phải có hiểu biết. Đấy, rất nhiều người nói rằng là tôi không cần thế này, tôi không cần thế kia, ăn uống vô tội vạ, rồi sinh hoạt vô tội vạ, nó dẫn đến là gì ạ, nó tàn phá cái thân thể chúng ta đấy. Đấy, vì vậy là gì ạ? Chúng ta học tập để chúng ta biết rằng cái thân thể chúng ta nó là duy nhất, và chúng ta chỉ có một cái thân thể để mà đi với chúng ta cả cái kiếp đời này thôi, kiếp người này thôi. Còn chúng ta có thể có nhiều kiếp trước, có nhiều kiếp sau, đấy mình chưa biết, mình không 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 phân tích cái điều đó, mình không tranh luận cái điều đó. Nhưng mà chúng ta làm sao thì làm, hãy phát triển ba cái gì ạ? Ba cái thứ mà nó thuộc về gọi là bản thân, thuộc về phát triển bản thân hay thuộc về tu thân, thì chúng ta hãy đơn giản hóa để chúng ta dễ dễ nhớ, để dễ chúng ta luyện tập tâm thân trí, được chưa? Thế tâm là gì ạ? Để chúng ta có một cái tâm sáng, tâm hạnh phúc thì tâm là những thứ ở bên trong của chúng ta và được thể hiện ra bên ngoài bằng các cái hành động. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái tâm của một người bằng những cái hành động của họ, đúng không ạ? Bằng những lời nói của họ, bằng những cái cử chỉ, ngôn ngữ cử chỉ của họ, có đúng không ạ? Đấy. Và cái tâm này nó chính là cái niềm tin của chúng ta, cái niềm tin. Ví dụ như một người tin vào gì ạ? Các cái đạo,
dụ như đạo Thiên Chúa, đạo Phật, thì ở đây chúng ta không đi sâu về tâm linh. Cái tâm thì nhiều người hay nghĩ về tâm linh, nhưng mà tâm linh thực ra nó cũng chỉ là niềm tin mà thôi. Chúng ta có một cái niềm tin mạnh mẽ về cái điều gì đó thì tâm của chúng ta sẽ đặt vào đó, tâm của chúng ta sẽ hướng về điều đó, có đúng không ạ? Các cái tôn giáo thì họ cũng chỉ là gì ạ, đơn giản là họ xây dựng cho con người cái niềm tin, và cái niềm tin là cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như mà một người không có niềm tin trong cuộc sống này thì họ sẽ sao? Họ sẽ mất niềm tin. Khi họ mất niềm tin trong cuộc sống này thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ đi đến những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, những cái cảm xúc rất là tiêu cực, và điều đấy sẽ làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng, và họ có thể cảm thấy là gì ạ, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Và khi họ tin rằng cuộc sống không còn ý nghĩa nữa thì họ sống để làm gì, đúng không ạ? Và đó là lý do cái niềm tin cực kỳ quan trọng trong cuộc sống này. Thế thì khi chúng ta có một cái niềm tin tốt, một cái niềm tin tích cực, một cái niềm tin là gì ạ, là chúng ta có thể làm được, niềm tin là chúng ta xứng đáng, niềm tin là chúng ta gì ạ, là có những cái sự chính trực đấy, thì chúng ta làm sao, chúng ta sẽ có những cái cảm xúc đấy. Khi mà chúng ta có cái niềm tin là chúng ta gì ạ, chúng ta có thể hạnh phúc, thì chúng ta sẽ có cảm xúc là gì ạ, là cảm xúc hạnh phúc. Chúng ta có niềm tin là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, thì cái cảm xúc của chúng ta sẽ thích, sẽ yêu quý về tiền. Nếu mà chúng ta có niềm tin tiêu cực về tiền, có ngày xưa ấy, khi mà chúng ta từ rất là nhỏ, chúng ta sẽ có những cái niềm tin tiêu cực về tiền như sau. Ví dụ như là gì ạ, tiền không đem lại hạnh phúc. Đấy. Hoặc là gì ạ, người giàu là những cái người mà bóc lột sức lao động của người khác, là cái người độc ác. Người giàu là những cái người mà tham lam, là độc ác, là gì ạ, là lừa lọc, là bẩn thỉu. Đấy. Cho nên là chúng ta sợ giàu. Cứ nghĩ đến việc giàu là chúng ta sợ, bởi vì sao? Chúng ta đã được cài đặt cái niềm tin không tốt về sự giàu có, cài đặt một cái niềm tin không tốt về gì ạ? Về tiền bạc. Cho nên chúng ta có cảm xúc không tốt về sự giàu có, chúng ta có cảm xúc không tốt về tiền bạc. Điều đấy là gì ạ? Từ cái cảm xúc không tốt đó, nó dẫn đến cái hành động của chúng ta là gì ạ? Khi mà chúng ta có tiền là chúng ta phải tìm cách tiêu hết tiền đi, thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chứ chúng ta có nhiều tiền là chúng ta không cảm thấy hạnh phúc. Hoặc là nhỉ, chúng ta bán hàng. Chúng ta bán hàng là chúng ta coi cái việc bán hàng là cái điều không tốt. Bán hàng là chúng ta gì ạ? Đang kiếm lợi của người khác, đang trục lợi. Bán hàng là chúng ta phải thu tiền, phải kiếm tiền. Đấy. Thì khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm nó giá là 50 ngàn, chúng ta bán 100 ngàn, chúng ta cảm thấy tội lỗi. Bởi vì chúng ta đang làm gì ạ? Chúng ta đang lấy tiền của người khác. Chúng ta đã ăn cắp tiền của người khác, đang lừa người khác. Đấy. Thì đó là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm xúc tội lỗi. Cảm xúc tội lỗi này nó đến từ cái niềm tin không tốt, cái niềm tin tiêu cực. Đấy. Vì vậy để mà gì ạ? Để mà chúng ta rèn luyện cái tâm của mình thì chúng ta cần phải rèn luyện ba thứ. Để mà tâm của chúng ta sáng, tâm hạnh phúc thì chúng ta phải rèn luyện ba thứ. Thứ nhất đó là gì ạ? Là xây dựng cho mình một cái hệ thống niềm tin, một cái hệ thống niềm tin tích cực. Thế nào là hệ thống niềm tin tích cực? Hệ thống niềm tin tích cực là hệ thống niềm tin giúp chúng ta đạt được những cái điều chúng ta mong muốn trong cuộc đời này. Thế thì chúng ta mong muốn điều gì, chúng ta phải viết xuống. Chúng ta phải rõ ràng về những cái điều chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Sau đó chúng ta phải kiên định với cái gì ạ? Với cái niềm tin đó của mình, phải kiên định với cái mục tiêu đó của mình. Và chúng ta phải xây dựng được uy tín, xây dựng cái gì ạ? Cái sự chính trực, cái sự chánh chánh niệm, cái sự thiện lương ở trong cái con người của mình đó. Thì khi mà chúng ta có một cái có một cái niềm tin như vậy thì cái cảm xúc của chúng ta nó dẫn đến sẽ là những cái cảm xúc yêu thương, cảm xúc biết ơn, cái cảm xúc tự hào, cảm xúc vui vẻ, sung sướng, hay là an lạc, hay là bình an, đúng không ạ? Thì người ta nói là gì ạ, tâm an lạc hay là tâm bình an hay là tâm hạnh phúc thì nó đến từ cái cảm xúc đó. Đó. Khi mà chúng ta có cái cảm xúc tích cực như vậy thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy rất là bình an, thư thái, đúng không ạ? Và khi chúng ta tĩnh tâm lại tức là gì ạ? Tĩnh cái cảm xúc của chúng ta lại. Tĩnh tâm chính là tĩnh cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Và khi chúng ta cái cảm xúc của chúng ta nó được gì ạ? Nó được quản trị tốt, nó cảm xúc nó được tĩnh lại
thì khi đó chúng ta mới là gì ạ? À, mới trưởng thành. Bởi vì người trưởng thành đơn giản là cái người có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, kiểm soát cái hành động của mình, và thậm chí là kiểm soát cả cái niềm tin của mình, thì khi đó gọi là người trưởng thành. Rất nhiều người lớn tuổi nhưng chưa trưởng thành bởi vì họ chưa kiểm soát được cảm xúc của họ. À, chúng ta không đánh giá một người thông qua độ tuổi bởi vì độ tuổi không nói lên điều gì hết. Nếu như mà chúng ta ít tuổi nhưng mà chúng ta trưởng thành, ít tuổi nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, kiểm soát được niềm tin của mình và kiểm soát được hành động của mình, như vậy là chúng ta đã trưởng thành. Còn nếu như mà chúng ta nhiều tuổi nhưng mà chúng ta chưa làm được những việc đó thì chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Bởi vì chỉ có trẻ con thì nó mới hành động theo những cái cảm xúc rất là bản năng. Tức là thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, thích mắng, thích giận thì mắng này chửi, thích điên lên là quánh nhau. À, thì đấy là gì ạ? À, đấy chỉ là những cái đứa trẻ mà chưa trưởng thành, chưa biết kiểm soát cảm xúc của mình. Đấy. Vì vậy, để mà rèn luyện cái tâm của mình thì chúng ta phải rèn luyện cả ba cái yếu tố này. Và khi mà chúng ta có cái cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc biết ơn, cảm xúc yêu thương, cảm xúc tự hào, cảm xúc tốt đẹp, cảm xúc tích cực, thì chúng ta sẽ có những cái hành động tích cực. Hành động tích cực là gì ạ? À, chúng ta sẽ cam kết, chúng ta sẽ quan tâm đến người khác, chúng ta sẽ cho đi nhiều hơn, chúng ta sẽ cống hiến nhiều hơn, chúng ta sẽ hành động một cách chính trực, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người khác, chúng ta sẵn sàng sẻ chia với mọi người, đúng không ạ? Và vô vàn những cái hành động tốt đẹp, những hành động tích cực khác, nó thể hiện cái tâm của chúng ta. Nếu mà tâm chúng ta sáng mà chúng ta phát ngôn ra là gì ạ? Là những cái lời lẽ gì ạ? Là không tốt, thì như vậy là tâm cũng chưa sáng. Người ta bảo là gì ạ? Tâm Phật với cả cái gì đấy, miệng mà miệng khẩu xà tâm Phật, thực ra cái đấy không có đâu anh chị em. Tâm mà đã không sáng, khẩu mà đã không sáng thì tâm nó sẽ không sáng được. Không bao giờ tâm mà sáng khi mà khẩu xà tâm Phật là không có đâu. Đấy. Tuy nhiên có một số cái trường hợp mình sử dụng một số cái ngôn từ gọi là ngôn từ hiếm gặp để giúp cho người khác có sự gì ạ? Có sự giác ngộ, thì cái điều đó nó gì ạ? Là mình điều khiển được. Tức là mình điều khiển được cái ngôn từ của mình điều khiển được cái hành động của mình. Đôi khi mình có thể quát con, mình có thể đánh con, nhưng mà gì ạ? Nhưng với một cái gì ạ? Với một cái sự quản trị nó rất là tốt và một cái mục tiêu rất là rõ ràng, chứ không phải là gì ạ? Mình nóng lên là mình đánh con, mình nóng lên là mình quát con hay là quát nạt người khác. Đôi khi mình có thể là mắng người khác, nhưng mà với một cái mục tiêu rất là rõ ràng, đó là mục tiêu để giúp đỡ họ, để họ thoát ra khỏi cái sự tiêu cực, để họ thoát ra khỏi cái gì ạ? Cái vấn đề của họ. Đấy, chứ không phải mình quát họ để mình thỏa mãn cái kia, cái cơn tức của mình quát họ để thỏa mãn cái tôi của mình, thì điều đó là gì ạ? Là cái mà mình không kiểm soát. Còn nếu mà mình kiểm soát được thì dù là mình quát, dù mình nói những cái lời gì ạ? Hơi hơi xót xa một chút, hơn hơi đau một chút, nhưng mà gì ạ? Nó tạo ra cái động lực để cho người khác phát triển. Thì nó sự khác nhau nó chỉ ở chỗ là chúng ta có kiểm soát hay không kiểm soát. Nếu mà chúng ta mất kiểm soát thì cái đó là gì ạ? À, cái điều đó là không tốt. Nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát thì cái điều đó là tốt, đúng không ạ? Đấy. Vì vậy là gì ạ? Nếu như mà ai mà có những cái hành động mà thiếu kiểm soát thì như vậy là chúng ta phải xem lại cái cảm xúc của mình. Và cái cảm xúc này thì nó được nó cái nhân của nó đến từ cái niềm tin. Đó. Vì vậy nhưng mà chúng ta phải thay đổi cái hệ thống niềm tin của mình. Mà để thay đổi hệ thống niềm tin thì chúng ta phải thay đổi những cái thông tin đầu vào. Rất nhiều người suốt ngày đọc những cái tin mà tiêu cực, những cái tin mà cướp hiếp giết xong đầu, những cái tin mà gây hoang mang, những cái tin mà không biết là nó đúng hay sai, nhưng mà nó gây hoang mang, nó gây sợ hãi, nó gây ra những cái nỗi sợ mà không cần thiết, không đáng có. Ví dụ như này, có nhiều người đọc tin tức là máy bay rơi, sau đó là từ đó trở đi không dám đi máy bay nữa. Thực tế là như này, máy bay rơi là có, nhưng mà cái tỷ lệ mà gọi là gì ạ, tai nạn trong cái ngành hàng không ấy, nó rất thấp, cực kỳ thấp. Cho nên chúng ta suốt ngày đọc những cái tin tức như vậy và cho chúng ta có niềm tin là gì ạ, là máy bay là nguy hiểm, cho nên chúng ta có cảm xúc là sợ hãi máy bay, và khi đó chúng ta gì ạ, chúng ta không đi máy bay nữa. Thì đó là cái niềm tin là gì ạ,
cái niềm tin không tốt, nó dẫn đến cảm xúc không tốt và dẫn đến hành động không tốt. Đấy, đúng không ạ? Và nếu như mà gì ạ, chúng ta có niềm tin là gì ạ? Chúng ta có niềm tin là chúng ta không thể làm được. Có rất nhiều người tin rằng mình kém cỏi, tin rằng mình không làm được. Bởi vì trong cả cái quá trình làm việc, hành động của họ, họ liên tục nhận được những cái nhận xét tiêu cực từ những người khác. Cái điều này là điều nguy hiểm nhất. Nếu mà chúng ta đem cái điều này cho con cái của chúng ta, thì con cái chúng ta cả cuộc đời này nó sẽ khó khăn, nó sẽ vất vả. Đấy. Vì vậy khi mà chúng ta nuôi dạy con, chúng ta phải liên tục động viên nó. Đấy. Bởi vì chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của người lớn áp cho trẻ con. Đấy. Ví dụ như này, trẻ con nó ăn nó làm đổ, thì chúng ta quát nó bảo mày thế này mày thì ăn uống thế à? Ăn thế mà không ăn được, có cái bát mà không cầm được. Đấy. Thì chúng ta đang áp được cái tiêu chuẩn hay là cái khả năng của chúng ta vào cái khả năng của đứa trẻ 2 tuổi. Chúng ta là gì ạ? Chúng ta là người lớn, chúng ta cầm cái bát chúng ta ăn rất là đơn giản. Nhưng với trẻ con, cầm cái bát ăn nó là một sự nỗ lực rất lớn. Và nếu như mà nó đánh rơi, thì đó là gì ạ? Đó là một cái gì ạ? Một cái quá trình, một cái trải nghiệm, một cái gì ạ? Một cái sự gọi là bài học của nó, chứ không phải là một cái sự thất bại. Nhưng mà chúng ta lấy một cái gì ạ? Lấy một cái tiêu chuẩn của người lớn ra áp đặt cho trẻ con, dẫn đến là gì ạ? Chúng ta quát nạt nó. Và khi mà chúng ta trao cho nó một cái niềm tin, đó là nó là cái đứa kém cỏi, có một cái bát mà không ăn được, không cầm được, thì nó tin rằng nó kém cỏi. Và khi nó tin kém cỏi từ lúc 2 tuổi, thì sau này đến 20 tuổi nó vẫn tin nó là kém cỏi. Đến 40 tuổi nó vẫn tin là nó kém cỏi. Và nó tin rằng nó không làm được cái điều gì, không làm được cái trò trống gì trong cái cuộc sống này cả. Và cái niềm tin đấy nó dẫn đến cái cảm xúc sợ hãi, cái cảm xúc tiêu cực. Và từ cái cảm xúc tiêu cực đó thì nó dẫn đến cái việc là gì ạ? Nó dẫn đến cái việc mà nó không dám hành động. Nó không dám hành động. Và từ khi mà nó không dám hành động đến cái việc mà gì ạ? Nó thất bại trong cuộc sống này, nó rất là ngắn. Đấy. Vì vậy là sao ạ? Nếu mà chúng ta muốn con cái chúng ta phát triển tốt, thì việc của chúng ta đó là trao cho nó những cái niềm tin tích cực. Hãy nói rằng là con làm được, bố tin rằng con làm được. Đấy. Bố tin rằng con sẽ là gì ạ? Là cái người thành công. Con là người như thế này, con là người như thế kia, con là người tuyệt vời, đúng không ạ? Con là người có thể đem lại cái hạnh phúc cho người khác. Đấy. Thì khi mà mình tin được đó, rồi thường xuyên nói nó với nó những cái lời yêu thương. Đấy. Trước khi đi ngủ thì bao giờ cũng vậy, Huy phải nằm với con của Huy và Huy nói rằng là bố yêu con. Đấy. Và Huy hỏi nó là con có yêu bố không. Đấy. Thì khi mà mình nói mình yêu nó thì thông thường nó sẽ nói nó yêu mình, đúng không? Như vậy là gì ạ? Mình rèn luyện cho nó cái sự yêu thương ngay từ rất là bé. Và cái lời yêu thương mình phải nói ra liên tục, mình nói ra. Thì đấy là cách để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta trao cho những đứa trẻ những cái niềm tin, những cái suy nghĩ tích cực. Đó. Thì tại sao chúng ta phải phát triển cái công việc kinh doanh? Tại sao chúng ta phải phát triển cái gia đình của mình? Thì đó chính là gì ạ? Chính là cái động lực để Huy phát triển bản thân. Bởi vì khi mà mình phát triển bản thân thì cái gia đình mình nó cũng tốt hơn. Rồi công việc kinh doanh của mình nó tốt hơn. Đó. Và nếu như mà mình đang có những cái thứ mà chưa tốt thì việc của mình là không sao cả, mình sửa chữa nó thôi. Có nhiều người thì cảm giác tội lỗi, có cái cảm giác là cảm giác tội lỗi khi mà mình làm cái điều gì đó chưa tốt. Thì cái này, cái cảm giác tội lỗi này nó cũng bị chi phối bởi cái niềm tin trong quá khứ. Cái niềm tin trong quá khứ là khi mà mình mắc lỗi thì mình sẽ bị phạt. Ví dụ như này, ngày xưa khi mà đi học ở trên ghế nhà trường, nếu mà mình làm điều gì đó sai, mình sẽ bị cô giáo phạt, có đúng không ạ? Và khi mà mình làm cái điều mà gì đó mà bị cô giáo phạt thì mình cảm giác tội lỗi, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy bé nhỏ. Đấy. Và cái cảm giác đấy nó dẫn chúng ta đến cả công việc kinh doanh. Nếu mà chúng ta làm sai điều gì đó, trước đây Huy đã từng phá sản mấy công ty, phá sản ba cái doanh nghiệp của mình. Thì khi mỗi lần mình phá sản đấy, mình cảm giác tội lỗi, mình cảm thấy mình không xứng đáng, mình cảm thấy mình kém cỏi, mình cảm thấy mình gì ạ, mình không làm được cái điều gì giúp cho cái cuộc đời này cả. Cho nên mình cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình, mất niềm tin vào người khác,
mất niềm tin vào cuộc sống này, và mình có mấy tháng liền, 6 đến 8 tháng là mình gọi là mình tự kỷ đó, mình chui vào trong cái vỏ ốc của mình, và mình trốn trong cái bốn cái bức tường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong quá khứ mình đã được dạy rằng là làm sai thì bị phạt, và khi mà mình làm sai mình cảm giác tội lỗi, và khi cảm giác tội lỗi nó lên ấy, thì nó phá hủy con người của mình. Nó không những mình là mình mất thời gian, mất những mối quan hệ, mất sức khỏe, mất các cái cơ hội và mất cả tiền bạc nữa. Đấy. Thì cái cảm giác tội lỗi là cái cảm giác rất là nguy hiểm. Vì vậy là chúng ta phải học cách là gì ạ? Học cách tha thứ. Học cách tha thứ cho ai ạ? Học cách tha thứ cho bản thân mình. Đầu tiên là tha thứ cho bản thân mình. Tha thứ cho những cái lỗi lầm trong quá khứ của mình. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta tha thứ cho bản thân mình thì chúng ta mới có một cái gì ạ? Có một cái tâm sáng, có một cái niềm tin tích cực và có những cảm xúc tích cực. Và khi chúng ta tha thứ cho bản thân mình, chúng ta có niềm tin tích cực, chúng ta có cảm xúc tích cực, chúng ta sẽ có những cái hành động tích cực, đó là hành động tha thứ cho người khác. Và chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác thì chúng ta mới trở nên bao dung, trở nên rộng lượng, và chúng ta mới gọi là gì ạ? Đủ lớn để chấp nhận sự khác biệt của người khác. Và khi mà chúng ta đủ lớn để chấp nhận cái sự khác biệt của người khác thì chúng ta thấy rằng cuộc sống này nó đáng sống hơn, nó dễ dàng hơn, nó vui vẻ hơn, nó hạnh phúc hơn. Thay vì chúng ta khắc nghiệt với mọi người, chúng ta bảo tại sao mày không làm được việc này việc kia, tại sao mày lại làm việc kém như vậy, tao làm cái trò như này tại sao mày không làm được, đúng không ạ? Thì những cái người mà cứ áp đặt người khác làm theo cái tiêu chuẩn của mình thì đó là những người có niềm tin tiêu cực. Nếu mà mình áp đặt con mình làm theo cái tiêu chuẩn của mình và mình dằn vặt họ, mình dằn vặt nó, mình chửi nó, mình mắng nó, mình có những cái hành động làm cho nó sợ hãi thì đó chỉ đơn giản mình đang có những cái niềm tin tiêu cực trong trong cái suy nghĩ của mình. Nếu mà mình áp đặt nhân viên của mình phải làm giống như mình, phải có những suy nghĩ giống như mình, phải có những hành động giống như mình thì đó là mình đang có những cái niềm tin tiêu cực. Chỉ có điều mình không biết mà thôi. Bởi vì đa phần mình không tự nhìn được mình không soi được mình. Những cái người khác mới là cái tấm gương để mình soi. Cho nên nếu như mà họ chưa tốt thì đó là do mình chưa tốt. Nếu như mà họ chưa làm được cái việc gì giống như mình, bởi vì chỉ đơn giản là gì ạ? Cả cuộc đời họ có những cái trải nghiệm khác mình. Họ có những cái trải nghiệm khác mình. Làm sao mà mình yêu cầu một cái người bao nhiêu năm, một cái người nhân viên 20 năm, 30 năm họ có những cái trải nghiệm khác, họ mình yêu cầu họ giống mình được, đúng không ạ? Cái việc của chúng ta đó là gì ạ? Tìm ra những cái điểm tốt của họ và phát huy cái điểm tốt của họ và chấp nhận cái điểm tốt của họ. Đấy. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận những cái điểm tốt và chấp nhận cả cái điểm xấu của họ thì chúng ta mới phát huy được cái điểm tài năng của họ, cái điểm tốt của họ, mình phát huy cái điểm tốt của họ và gì ạ? Để giúp họ cải thiện cái điểm xấu của họ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải luôn tin tưởng rằng họ đang làm tốt nhất trong khả năng của họ. Họ luôn làm tốt nhất trong khả năng của họ. Đúng không ạ? Rồi, thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta phát triển về tâm. Rồi, đến chúng ta phát triển về thân. Làm sao để chúng ta thì ạ, có một cái thân tốt. Nếu như mà chúng ta đang làm việc ở trong cái ngành nghề nào đó thì chúng ta sẽ rèn luyện trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà nếu mà anh chị em làm trong lĩnh vực mà gì ạ, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thì điều đó là điều tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Cái công việc của chúng ta đồng hành với cái mong muốn của chúng ta. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này mong muốn mình có một cái sức khỏe tốt thì comment xuống là tôi ạ. Nếu mà chúng ta mong muốn có một cái sức khỏe tốt mà này dạ có một cái cơ thể mà gọi là đẹp, đấy, có một cái làn da đẹp, có một thân hình đẹp đấy, thì chúng ta hãy comment xuống là tôi. Rồi, rất nhiều anh chị em đều mong muốn có một sức khỏe tốt và một cái dạng thân thể khỏe mạnh và một cái diện mạo rất là dạng rất là dễ nhìn, ưa nhìn, đúng không ạ? Đấy, cái điều này thì điều mà hầu như ai cũng muốn, nhưng mà không phải ai cũng sẵn sàng làm cái việc này, bởi vì họ chưa có cái niềm tin tích cực,
cái tâm mà không sáng, cái tâm mà không tĩnh, cái tâm mà không gì ạ, mà không không hiểu rõ cái điều này thì nó không dẫn đến cái việc mà chúng ta gì ạ, chúng ta sẽ rèn luyện. Đầu tiên để mà chúng ta có cái thân khỏe thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải rèn luyện thể dục thể thao, chúng ta phải gì ạ, chúng ta phải cho cái cơ thể chúng ta nó được tập luyện cho cơ thể chúng ta nó được gì ạ, nó được vận động. Bởi vì vận động sẽ tạo ra năng lượng, vận động sẽ tạo ra gì ạ, tạo ra cái nền tảng sức khỏe đấy. Bởi vì khi chúng ta vận động thì chúng ta sẽ mệt, và khi chúng ta mệt thì cơ thể chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải khỏe hơn để sau này chúng ta làm việc đó không mệt. Khi mà chúng ta tập tạ thì nó sẽ đau, và khi mà đau thì cơ thể chúng ta biết rằng là chỗ này cần phải phát triển hơn nữa để mà chịu đựng được nhiều hơn. Vì vậy cái cơ này nó to ra, và khi cơ nó to ra thì chúng ta thấy là sao ạ, cơ thể chúng ta nó đẹp hơn đấy. Bởi vì tại sao nó lại đẹp hơn? Bởi vì đa phần những cái người khác giới, những người khác giới họ đánh giá chúng ta, họ nhìn chúng ta, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái não bò sát hay là cái bản năng của gì ạ? Của động vật, động bản năng cổ xưa của con người đó là gì ạ? Là cái sự giao phối, cái sự phát triển, cái sự tiến hóa. Cho nên là gì ạ? Khi mà chúng ta thấy rằng khi mà cơ thể chúng ta mà cơ bắp thì các những người khác giới họ nhìn vào họ cảm thấy đẹp hơn. Hoặc là phụ nữ chẳng hạn, chị em phụ nữ mà có một thân hình cân đối, ngực to, mông to, eo nhỏ, chân dài thì tự nhiên là gì ạ? Các anh nam giới sẽ nhìn vào sẽ cảm thấy là hấp dẫn về mặt giới tính hơn. Bởi vì cái này nó liên quan đến là gì ạ? Nó liên quan đến não bò sát của chúng ta, liên quan đến bản năng cổ xưa của chúng ta. Đấy, đó là bản năng duy trì nòi giống, đúng không ạ? Vì vậy là gì ạ? Vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta rèn luyện sức khỏe, chúng ta gì ạ? Có những cái thân hình đẹp, có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái sự tự tin hơn. Và cái sự tự tin đấy nó sẽ dẫn đến là cái gì ạ? Là chúng ta sẽ có những cái hành động tích cực hơn. Đấy. Và để mà cái thân thể này khỏe mạnh, để mà nó tác động đến tâm của chúng ta, tác động đến trí tuệ của chúng ta thì không chỉ là rèn luyện thể dục thể thao mà chúng ta còn phải gì ạ? Chúng ta còn phải có những cái cách để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta ăn uống làm sao cho nó tốt, ăn uống làm sao cho khoa học, rồi là gì ạ? Cái việc mà sinh hoạt, cái sinh hoạt của chúng ta phải là gì ạ? Dinh dưỡng thì phải cân bằng đấy. Và để mà cân bằng thì đa phần hiện nay ấy, là cái cơ thể chúng ta nó bị thiếu cân bằng, mới mất cân bằng. Bởi vì sao? Bởi vì cái lối sinh hoạt của chúng ta, bởi vì cách mà chúng ta sử dụng các loại thực phẩm. Ngày nay thì cái công việc nó là một cái áp lực rất là lớn, áp lực về cuộc sống, áp lực về gia đình, áp lực về về công việc, áp lực về rất nhiều thứ, nó dẫn đến cho chúng ta stress, nó dẫn đến chúng ta là không có thời gian để mà gì ạ, để mà ăn uống làm sao cho nó khoa học. Vì vậy là chúng ta buổi trưa thì chúng ta ăn nhanh, buổi sáng chúng ta vội vội đi làm, chúng ta ăn vội cái gì đó. Thế buổi tối thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại nhậu nhẹt hoặc là ăn uống một cách quá đà. Nó dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là mất cân bằng trong dinh dưỡng. Và Huy là một trong những cái hình mẫu mà đã từng mất cân bằng trong dinh dưỡng. Và Huy cảm thấy rất là tội lỗi với điều đó. Và mình càng tội lỗi thì mình lại càng cái sức khỏe của mình càng đi xuống. Và sức khỏe càng của mình càng đi xuống thì mình càng 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 cảm thấy tội lỗi. Và khi mà Huy bắt đầu tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho những cái sai lầm trong quá khứ của mình thì bắt đầu mình dạy mình tập luyện thể thao. Và từ một cái người thoát vị đĩa đệm 17 năm, bác sĩ đã từng đề ra mổ, đã từng yêu cầu mổ, đã từng là gì ạ, nói rằng không được vận động mạnh. Và khi mà bác sĩ nói điều đó, mình có một cái niềm tin rằng là mình không vận động được, mình vận động thì mình sẽ bị làm sao, sẽ bị hỏng cái thoát vị của mình, cho nên mình không dám vận động. Cho mình không dám vận động thì mình là gì ạ? Mà sức khỏe của mình lại càng đi xuống, sức khỏe càng đi xuống thì mình lại càng gì ạ? Càng tội lỗi, càng tội lỗi thì mình lại càng làm cho sức khỏe của mình nó kém hơn, và làm cho cái công việc kinh doanh của mình kém hơn. Và sau khi mình tự tha thứ cho bản thân mình thì bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu mình mới gì ạ? Mình mới thay đổi toàn bộ. Và mình từ một cái người đi bộ 2 km đã thấy mệt, đã không thể chịu đựng được, cái tim mạch nó không chịu đựng được. Đến bây giờ mình có thể chạy 15 km đấy, mình có thể chạy đến 15 km đấy mà không hề cảm thấy mệt.
Tức là gì ạ? Sau đó mình vẫn là gì ạ? Đi làm bình thường, vẫn đi chơi bình thường, và cũng không, ngày hôm sau mình vẫn có thể đi 10 km, hôm sau vẫn có thể đi 5 km tiếp tục. Tức là không có phải là gì ạ? Là quá tải. Đấy. Và 21 km cũng không phải là vấn đề. Đấy. Đấy. Ok không ạ? Thì đó là gì ạ? Đó là cái quá trình rèn luyện, cái quá trình mà gì ạ? Mình xây dựng một cái cơ thể tuyệt vời. Bởi vì cơ thể nó là một gì ạ? Nó là một cái gọi là cái căn nhà của chúng ta. Thế thì chúng ta thiết kế cái căn nhà của chúng ta là một tòa lâu đài hay là một túp lều siêu vẹo thì đó hoàn toàn do cái quyết định của chúng ta. Chúng ta mong muốn cái cơ thể chúng ta là một tòa lâu đài vững chắc hay là một cái túp lều mà dễ dàng là gì ạ? Dễ dàng bị sụp đổ khi mà dông bão tới. Đúng không ạ? Dông bão có thể là một cái dịch COVID, có thể là một cái căn bệnh nào đó. Nếu như mà chúng ta không có một cái nền tảng sức khỏe tốt thì có phải là rất nhiều người chết ở trong cái dịch COVID này, bởi vì sao? Bởi vì nền tảng sức khỏe của họ yếu, họ có nhiều bệnh nền ở bên trong cơ thể, cho nên COVID nó đến, dông bão đến thì lập tức là gì ạ? À, họ ra đi. Bởi vì cái cơ thể của họ, họ đối xử với nó giống như một túp lều, nó xây dựng thiết kế giống như một túp lều, thay vì là một gì ạ? Một tòa cung điện. Thì chúng ta muốn cơ thể chúng ta là một một cung điện vững chắc, đấy, một tòa nhà vững chắc, một cái chung cư vững chắc, hay là một cái gì ạ? Hay là một cái túp lều siêu vẹo, là một túp lều siêu vẹo hay là một cái cung điện vững chắc ạ? Hãy comment xuống điều chúng ta muốn, hãy nạp vào đầu mình những cái niềm tin tích cực để chúng ta có cái cảm xúc tích cực, và từ cảm xúc tích cực thì chúng ta dẫn tới cái hành động tích cực, đúng không ạ? Và cái việc mà bổ sung các cái thực phẩm chức năng, các thực phẩm bổ sung với người Việt Nam là vô cùng cần thiết. Trước đây Huy không tin cái điều này. Trước đây Huy không tin rằng thực phẩm chức năng là có thể gì ạ? Có thể hỗ trợ cho mình cho tới khi cái sức khỏe của mình đi xuống. Và cho tới khi mà mình trải nghiệm các cái dòng thực phẩm chức năng và cái sức khỏe của mình đã đi lên rất là tốt. Và điều đấy thì mình mới tin rằng à, thực phẩm chức năng là quan trọng. Tại sao nó lại tồn tại ở trên đời này rất nhiều năm rồi, hàng trăm năm nay rồi? Bởi vì sao? Bởi vì nó có giá trị riêng của nó. Nhưng mà chúng ta vì có một cái niềm tin tiêu cực cho nên chúng ta không sử dụng nó. Chúng ta không không tham gia vào cái quá trình để mà gì ạ? Để mà xây dựng cái cơ thể. Cho nên là chúng ta bỏ qua những cái điều rất là cần thiết trong cuộc sống. Đấy. Và điều đó làm cho chúng ta, cơ thể chúng ta càng ngày càng gì ạ? Càng thiếu hụt rất nhiều các cái dưỡng chất. Nó làm cho chúng ta càng ngày càng kém đi. Một cái cơ thể khỏe mạnh giống như một cái ngôi đền hay là một cái gì ạ? Một cái tòa nhà, nó phải có đầy đủ các cái gì ạ? Các cái thành phần khác nhau, đúng không ạ? Nó phải có gạch, có đá, có xi măng, có sắt thép, nó phải có nội thất, nó phải có điện, nó phải có nước, nó phải có an ninh, nó phải có rất nhiều thứ ở trong đó. Thì chúng ta không thể nào mà gì ạ? Chỉ đơn giản là bổ sung một số cái thành phần, đúng không ạ? À, chúng ta cần có tinh bột, cần có chất béo, cần có đường, cần có chất xơ, cần có vitamin, cần có khoáng, đúng không ạ? Đấy. À, có rất nhiều thứ chúng ta phải cần phải bổ sung cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà đa phần cái cuộc sống hiện nay nó không giúp cho chúng ta đầy đủ cái dưỡng chất. Vì vậy, dưỡng chất, dinh dưỡng cân bằng và thực phẩm bổ sung là những thứ cực kỳ cần thiết. Và cái thói quen sinh hoạt ấy, nếu mà chúng ta mỗi ngày chúng ta ngủ một giờ khác nhau, rồi chúng ta ăn uống cái giờ lung tung hết cả, rồi ăn những thứ mà chúng ta không có kiểm soát đấy, thì nó làm cho cơ thể chúng ta nó bị rệu rã đi đấy. Ngày xưa Huy thường xuyên thức khuya, và Huy nghĩ là cái thức khuya đó nó không vấn đề gì cả, nhưng mà thực tế nó rất là vấn đề. Thức khuya nhiều nó sẽ dẫn đến là cơ thể chúng ta nó xuống cấp đấy. Nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là gì ạ? Nếu như mà cái cơ thể chúng ta nó điều chỉnh được cái giờ sinh học ấy, cái giờ sinh học chúng ta nó được điều chỉnh theo tùy vào mỗi người, mỗi múi giờ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta ở Hà Nội, chúng ta ở Việt Nam, chúng ta quen là gì ạ? Cái giờ ở Việt Nam, chúng ta bay sang Mỹ thì cái giờ Mỹ thì nó lại ngược với giờ Việt Nam, giờ trưa thì nó lại là gì ạ? Là nửa đêm ở Việt Nam. Cho nên cơ thể chúng ta có một khả năng nó tự điều chỉnh. Cái quan trọng nhất là chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa cái trạng thái cơ thể về một cái trạng thái nó đều đặn. Ví dụ mình ngủ 10 giờ tối thì ngày nào mình cũng ngủ 10 giờ tối. Ví dụ mình ngủ 12 giờ thì ngày nào mình cũng ngủ 12 giờ. Sáng mấy giờ mình dậy thì đúng giờ đấy mình dậy. Thì nó tạo ra một cái thói quen
đấy, để rèn luyện cho cơ thể chúng ta biết được cái gì ạ, cái múi giờ. Bởi vì cơ thể chúng ta nó không thể tự điều chỉnh, nếu như mà chúng ta không gì ạ, không không ra không tạo cho nó một cái thói quen thì nó không biết, đúng không ạ? Nó không biết là ngày hay đêm cho tới khi mà chúng ta nói cho nó. Có nhiều người làm việc đêm họ vẫn tỉnh táo như thường và ngày họ ngủ, đúng không ạ? Thì cơ thể chúng ta nó rất là kỳ diệu. Để mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta phải nghiên cứu cơ thể của mình. Để chúng ta, nếu như mà ai đó làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thì chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Bởi vì khách hàng chúng ta họ không cần sản phẩm của chúng ta, họ cần cái gì ạ? Họ cần sức khỏe của họ. Vì vậy chúng ta phải trở thành những người chuyên gia để có thể giúp cho họ khỏe mạnh. Và khi mà mình giúp cho họ khỏe mạnh rồi thì mình bán cái gì họ cũng mua. Mình bán cái thực phẩm chức năng hay mình bán cái sản phẩm gì đó để giúp cho họ khỏe mạnh, thì đó là gì ạ? À, chúng ta phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, đúng không ạ? Và ngoài cái việc mà gì ạ, xây dựng một cái thói quen đều đặn, thì chúng ta ngay cả việc uống nước chúng ta cũng phải biết cách. Uống nước làm sao cho đủ, làm sao cho đúng cũng phải biết cách, đúng không ạ? Một ngày chúng ta có bao nhiêu lít nước, bao nhiêu lít nước thì tương đương với bao nhiêu kg cơ thể. Thì ngày hôm nay mình không đi sâu quá về những cái chi tiết, về những cái việc mà làm sao uống nước cho đúng cách, làm sao hít thở cho đúng cách. Có cả một cái bộ môn khoa học về hít thở, đúng không ạ? Rồi các cái môn ví dụ như là yoga, ví dụ là thiền, thì cái phần lớn thời gian mà họ nói về thở đấy, bởi vì thở nó là cái quan trọng nhất trong những cái bộ môn đấy. Kể cả là gì ạ, võ thuật thì đều là gì ạ, khí tụ đan điền, đúng không ạ? Khí tụ đan điền đấy, rồi là yoga, rồi thiền, rồi rất nhiều các bộ môn khác thì đều gì ạ, đều rất là tập trung vào thở. Ngay cả cái việc mà gì ạ, bộ môn là gì ạ, bộ môn diễn giả đấy, diễn giả tức là mình nói ạ. Ngày xưa Huy nói nó chỉ khoảng độ tầm 5 phút 10 phút thôi là rát hết cổ họng, nhưng khi mà mình học cách thở bụng thì mình có thể nói cả ngày mà không bị rát cổ họng nữa đấy. Rồi những cái bộ môn ví dụ như là ca sĩ thì cũng phải học cách thở. Ví dụ bộ môn về tập luyện thể thao thì cũng phải học cách thở, đúng không ạ? Cho nên học cách thở nó là cả một bộ môn khoa học. Đấy, chúng ta cũng cần phải học cách để làm sao giúp cho khách hàng chúng ta thở đúng, uống nước đúng, ăn uống đúng cách, sinh hoạt đúng cách và sử dụng thực phẩm đúng cách, à, tập luyện thể thao đúng cách. Đấy, đúng chưa ạ? Thì đó là cách để chúng ta xây dựng một cái thân thể khỏe mạnh. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta gì ạ, phát triển bản thân, đó là phát triển cái gì ạ, cái trí tuệ của mình. Chúng ta biết rằng là gì ạ, cái kiến thức mà chúng ta biết, kiến thức của ta ấy, chúng ta biết rõ là chúng ta biết nó chỉ chiếm có 3% thôi. Bởi vì đa phần anh chị em ở trong này biết là gì ạ, mở Zoom để vào nghe. Bao nhiêu anh chị em biết mở Zoom để vào nghe? Đó là thứ mà ta biết là ta biết. Ở ngoài kia có ai không biết cách mở Zoom vào nghe không? Anh chị em có tin rằng ở ngoài kia có rất nhiều người không biết cách mở Zoom vào nghe. Biết Zoom nó là cái gì này, biết Zoom rồi, nó là cái gì đó, nhưng mà không biết làm sao để vào Zoom hết. Có đúng không ạ? Có phải là trước khi mà chúng ta biết sử dụng cái phần mềm Zoom này thì chúng ta cũng không biết nó là cái gì, thậm chí là không biết nó là cái gì luôn. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nếu như chúng ta biết là chúng ta không biết cái đó, chúng ta biết Zoom nhưng chúng ta không biết cách sử dụng Zoom thì chỉ đó là 7% trong cái số kiến thức của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì có nhiều người ấy còn không biết Zoom là cái gì cơ, hỏi đến Zoom mà không biết nó là cái gì cơ, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là gì ạ? Là chúng ta không biết, là chúng ta không biết. Đấy là 60%. Còn nếu như mà chúng ta vẫn dùng Zoom nhưng mà chúng ta không biết nó là cái gì, ví dụ như là Huy bảo là vào Zoom học đi, thì người ta bảo là vào cái chỗ mà nhiều người học, nhiều cửa sổ, nhiều người học, đúng không? Tôi vẫn biết, tôi vẫn vào được, nhưng tôi không biết đấy là Zoom. Thì gọi là gì ạ? Mình không biết thứ mà mình biết. Cái là cái này là mình biết nhưng mà mình không biết là mình biết. Đấy. Thế là cái số kiến thức mà mình biết rõ là mình biết thì chỉ chiếm có gì ạ? Chiếm có 3% thôi. Đúng không ạ? Chiếm có 3% thôi. Và mình biết là mình không biết chiếm 7%. Mình không biết là mình biết chiếm 30%. Và mình không biết là mình không biết chiếm 60%. Đúng không ạ? Như vậy là cái sự nỗ lực trong cái việc mà gì ạ, xây dựng cái trí tuệ của chúng ta, đó là gì ạ, chuyển cái 60% về cái 30%, và từ 30% về cái 7%, và từ 7% chuyển về cái thứ 3%. Ví dụ như này, có ở trong phòng Zoom ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị em
là không biết đi ô tô, không biết đi ô tô, không biết là mình không đi được ô tô, không biết là mình biết là mình không đi được ô tô. Nó hơi lạng hoàng đó. Biết là mình không đi được ô tô. Mình biết là mình không đi được ô tô, cho nên là mình phải học cách đi ô tô. Có đúng không ạ? Mình học cách đi ô tô, khi mà mình biết đi ô tô rồi thì cái việc đi ô tô nó rơi vào phần 3%. Và nếu như mà cái 3% của mình ấy, nó lớn hơn 3% của người khác, thì mình dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống này. Mình dễ dàng vượt qua họ. Đúng không ạ? Thế thì bao nhiêu anh chị em chúng ta biết rằng là gì ạ? Kinh doanh, chúng ta biết là chúng ta không biết kinh doanh. Bao nhiêu anh chị em biết rằng là chúng ta không biết kinh doanh? Bao nhiêu anh chị em biết rằng là chúng ta không biết xây dựng và phát triển đội nhóm? Bao nhiêu anh chị em chúng ta biết rằng, chúng ta đã từng biết rằng là chúng ta không biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp? Chúng ta biết là chúng ta không biết cách dạy con. Trước khi mà chúng ta có con ấy, chúng ta đâu biết cách dạy con đâu. Trước khi mà chúng ta lấy chồng lấy vợ, chúng ta đâu biết cách làm thế nào để trở thành người chồng tốt, người vợ tốt đâu. Có đúng không ạ? Và tất cả những điều đó là chúng ta đều phải học. Học để trở thành người chồng tốt, học để trở thành người vợ tốt, học để trở thành người cha tốt, học để trở thành người mẹ tốt, học để người trở thành người kinh doanh tốt, học để trở thành người phát triển cái hệ thống tốt, học để trở thành người xây dựng đội nhóm tốt, học để trở thành người biết đi ô tô, đúng không ạ? Học để trở thành người đi ô tô tốt. Đi ô tô mà không tốt là sao ạ? Một là mình gây tai nạn chết người, hai là mình gây tai nạn cho mình chết mình, đúng chưa? Ba là cả hai, vừa chết người ta vừa chết mình, đúng chưa nhỉ? Cho nên là tất cả mọi thứ mình đều phải học. Cho nên cái quá trình học là phải là quá trình học tập trọn đời, đừng bao giờ ngừng lại cái việc học. Nhiều người bảo chứ tôi học đủ rồi, tôi biết rồi. Có ai đã từng nói rằng tôi biết rồi không ạ? Cái từ tôi biết rồi, đấy là cái từ phá hủy rất nhiều cái cuộc đời của những con người. Bởi vì họ biết rồi cho nên họ không sẵn sàng đón nhận nữa. Bởi vì họ biết rồi cho nên họ không học tập nữa. Bởi vì họ biết rồi cho nên họ đóng lại những cái cơ hội của họ. Bởi vì họ biết rồi cho nên họ ngừng lại cái việc cố gắng. Họ biết rồi cho nên họ gì ạ? Họ phá hủy cái cuộc đời của họ. Mà họ không chỉ phá hủy cuộc đời của họ, mà họ còn phá hủy cả cuộc đời của những người xung quanh của họ, chỉ bằng cái câu tôi biết rồi. Cho nên nếu như mà mình nhận thức được rằng tôi đang nói cái câu tôi biết rồi thì không sao cả. Đừng coi đấy là cái việc tội lỗi, đừng coi đấy là cái việc gì đó là gì ạ, là nguy hiểm. Chỉ cần mình nhận thức ra được điều đó thì đó là cái điều tuyệt vời rồi. Và chỉ cần khi mình thấy rằng mình nhận thức ra thì đó là cái dấu mốc để mình bắt đầu phát triển, để mình bắt đầu mình ra quyết định mình phải thay đổi, mình ra quyết định mình phải học tập nhiều hơn, mình ra quyết định mình phải gì ạ? Có nhiều kiến thức hơn, mình ra quyết định rằng là tôi sẽ phải trở thành người trưởng thành, tôi sẽ phải trở thành cái người mà tôi mong muốn. Và khi đó thì chúng ta biết đâu là đúng, đâu biết đâu là sai, biết đâu là tốt, biết đâu là xấu, biết mình, biết người, biết lên, biết xuống, biết tiến, biết lùi, thì đó trở thành người tuyệt vời, đó trở thành con người dạng trưởng thành. Và chỉ khi nào chúng ta có những cái sự nhận thức và có năng lực ra quyết định thì chúng ta mới trở nên cái người giá trị hơn trong cuộc sống này. Và chúng ta trở nên cái người có cái ý nghĩa hơn. Cái cuộc sống này chúng ta thấy nó sống có ý nghĩa hơn. Và chúng ta trở thành cái người trưởng thành hơn. Bởi vì khi đó chúng ta biết điều khiển cái cảm xúc của mình. Đó. Như vậy là gì ạ? Cái cảm xúc nó sẽ dẫn tới cái trí tuệ của chúng ta. Thân thể nó cũng sẽ dẫn tới trí tuệ chúng ta. Và khi mà chúng ta phát triển bản thân là chúng ta phát triển tất cả những thứ này. Rất nhiều người nói rằng phát triển bản thân là đi học không hẳn. Đến trường, đến lớp, nó là một cách để phát triển về trí tuệ. Nhưng mà chúng ta có thể học từ khắp mọi nơi. Chúng ta học từ những người thấp hơn chúng ta, học từ những người cao hơn chúng ta, học từ những đối thủ của chúng ta. Có bao nhiêu người nghĩ rằng đối thủ chúng ta là cái người thầy rất là tuyệt vời để dạy cho chúng ta rất nhiều điều ạ? Đúng không ạ? Ngay cả học từ những người mà chúng ta ghét cay, ghét đắng thì chúng ta cũng có thể học được cái điều gì đó. Khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rằng là vạn vật đều là thầy. Ở đâu chúng ta cũng có thể là gì ạ? Nhìn ra bài học hết. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái khả năng học tập không giới hạn. Và khi đó thì cái sự phát triển chúng ta nó mới tiến bộ một cách rất là nhanh. Đúng không ạ? Và khi mà
mình phát triển bản thân, là mình cùng lúc mình phải phát triển ba thứ, bởi vì ba cái thứ này nó liên kết với nhau, nó gắn kết với nhau thành một thể thống nhất, đó là gì ạ? À, tâm, thân, trí. Vì vậy cái ngày hôm nay cái phần chia sẻ của Huy nó là gì ạ? Nó mong muốn anh chị em chúng ta là có cả ba cái điều này. Nếu anh chị em đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thì cái việc mà chúng ta phải rèn luyện thể thao nó là điều bắt buộc. Cái việc mà chúng ta phải làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, làm cho cái khuôn mặt chúng ta, làm cho cơ thể chúng ta nó đẹp hơn, nó là điều bắt buộc. Bởi vì chúng ta làm việc trong lĩnh vực sức khỏe mà chúng ta không khỏe thì chúng ta nói được ai, chúng ta bán làm sao được hàng. Chúng ta làm việc trong lĩnh vực là gì ạ? Là sắc đẹp mà chúng ta không đẹp thì sao chúng ta bán được hàng? Có đúng không ạ? Đấy. Chúng ta làm việc trong lĩnh vực mà gì ạ? Làm giàu mà chúng ta không giàu làm sao chúng ta bán được hàng? Có đúng không ạ? Vì vậy chúng ta phải gì ạ? Phải thay đổi cái niềm tin của mình, thay đổi cái cảm xúc của mình và thay đổi từng cái hành động của mình. Đấy, để mà gì ạ? Để mà chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, để chúng ta trở thành cái người mà chúng ta mong muốn. Mà không phải chỉ cái người mà chúng ta mong muốn, mà chúng ta phải trở thành cái người mà khách hàng của chúng ta mong muốn. Khách hàng chúng ta có muốn chúng ta khỏe mạnh không ạ? Khách hàng của chúng ta có muốn khỏe mạnh giống chúng ta không? Khách hàng của chúng ta muốn đẹp giống ta không? Khách hàng của chúng ta muốn giàu giống ta không? Đấy, thì chúng ta phải xây dựng cho mình một cái phong cách sống mà người khác mong muốn, người khác mơ ước. Thì khi đó chúng ta mới dễ dàng bán hàng. Đấy, có đúng không ạ? Đấy, vì vậy chúng ta hãy gì ạ? Hãy phát triển bản thân trước khi phát triển công việc kinh doanh. Tập trung vào phát triển bản thân thì công việc kinh doanh của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tập trung vào sự khỏe mạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng bán hàng trong lĩnh vực sức khỏe hơn. Tập trung vào cái vẻ đẹp của bản thân thì chúng ta sẽ dễ dàng bán hàng trong cái việc mà sức khỏe hơn, sắc đẹp hơn. Và tập trung vào trí tuệ thì chúng ta sẽ giúp mọi người có trí tuệ. Tập trung vào sự giàu có thì chúng ta sẽ giúp mọi người có sự giàu có. Được không ạ? Ok, thì đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của Huy trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì thời lượng thì nó cũng không còn. Đã gọi là phải xin anh chị em một thêm cái thời gian rồi. Bây giờ là 6:20, gần 6:20 rồi. Thì xin cảm ơn tất cả các bác anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Đấy, và đó là những cái phần chia sẻ, những cái trải nghiệm của bản thân Huy. Chúng ta không gì ạ, chúng ta không có phân biệt đúng sai, không có gì ạ, không có tranh luận là đúng sai, bởi vì mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống này. Cho nên là đừng áp đặt người khác vào cái trải nghiệm của mình. Chúng ta chỉ chia sẻ những cái thứ gì mà chúng ta gì ạ, tâm đắc, chia sẻ những thứ gì mà chúng ta cảm thấy là gì ạ, nó đúng với mình thôi. Còn nó đúng với người khác hay không thì mình không bao giờ mình dám chắc được, đúng không ạ? Giống như cái sản phẩm của mình, nó có thể là tốt cho người này nhưng có thể nó không tốt cho người kia. Đấy, chúng ta không nên có những cái lời khẳng định mà gì ạ, quá là gì ạ, là tuyệt đối, là gì ạ, là chắc chắn là nó sẽ gì ạ, nó chữa được bệnh này bệnh kia, hay chắc chắn nó sẽ tốt được cái bệnh này bệnh kia. Nó chỉ đơn giản là gì ạ, nó đã có tác dụng với tôi, có thể nó sẽ tác dụng với bạn. Thế bạn cứ phải gì ạ, bạn cứ dùng đi thì bạn mới cảm nhận được, còn không dùng thì nó chẳng có gì cả. Đúng không ạ? Giống như hôm qua Huy chia sẻ một bạn ấy là gì ạ, nếu như mà em không sử dụng cái sản phẩm của anh thì nó giống như là cái việc em bán bánh mì ấy, cái bạn đấy bạn bán bánh mì, các bạn à, nếu như mà hàng trăm cái người khách có đi qua cái xe bánh mì của em và họ nghĩ rằng là gì ạ, cái bánh mì của em không tốt, họ không vào họ ăn thì họ làm sao biết là cái bánh mì của em nó có ngon hay không, đúng không ạ? Cho nên là muốn biết nó tốt hay không mình phải tham gia vào, mình phải sử dụng thì mình mới biết được nó tốt hay không, chứ còn mình đứng ngoài mình phán xét, mình đứng ngoài mình đánh giá thì không bao giờ mình biết được, đúng không ạ? Nếu như mà mình chưa từng tập thể dục, chưa từng mình học tập, mình nghiên cứu thì mình không thể biết được cái quá trình tập thể dục nó sung sướng như nào. Cho tới khi mà mình tập thể dục có mình có kết quả thì lúc đó thì mình sẽ thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó khác rất là nhiều. Và chỉ khi nào mình hành động thì kết quả nó mới tới. Nếu mà không có hành động thì tất cả những thứ khác nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ nằm ở bên trong mình thôi. Và có thể là nếu mà mình không có hành động mà mình phát triển ở bên trong mà mình không tạo ra cái hành động bên ngoài thì có thể nó gọi là gì ạ? Nó lại là tự kỷ. Nó lại là tự sướng. Vì vậy là chúng ta hãy hành động. Khi mà chúng ta học được kiến thức rồi thì chúng ta hãy hành động. Đừng giữ cái kiến thức đấy trong một mình. Hãy chia sẻ cái kiến thức này cho đội nhóm của mình, chia sẻ kiến thức này cho khách hàng của mình, chia sẻ kiến thức này cho người nhà, người thân, cho bạn bè của mình. Đấy, đó là cách để chúng ta lan tỏa cái giá trị nhiều hơn.
Đấy, chúng ta đừng giữ cái kiến thức cho riêng mình mà hãy lan tỏa nó đi. Đừng giữ một cái sản phẩm tốt cho riêng mình mà hãy lan tỏa nó đi. Có được không ạ, cô bác anh chị em? Đấy. Và nếu như ngày hôm nay trong cái phần chia sẻ của Huy mà có đụng chạm đến ai đó thì cho Huy xin lỗi, đúng không ạ? Đấy. Và Huy không mong muốn, Huy không nói về anh chị em mà Huy nói về những cái người ngoài kia, những cái người chưa biết làm việc này việc kia. Đấy. Cho nên là anh chị em chúng ta thông cảm cho Huy, có được không ạ? Đấy. Và cảm ơn anh chị em đã gì ạ, đã thông cảm, cảm ơn anh chị em đã gì ạ, đã có sự động viên, có những cái sự comment để tạo năng lượng cho phòng Zoom. Tất cả các cái comment của anh chị em thì Huy đều 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 nhìn thấy được hết, và Huy đều trân trọng tất cả những điều đó và biết ơn tất cả các bác anh chị em có mặt tham gia trong buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn ekip chương trình.